Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con đang làm công việc đóng gói và kinh doanh một sản phẩm có thành phần 25% methanol, một loại rượu độc biến tính gây ngộ độc qua đường uống, tiếp xúc qua da, không qua đường mũi. Sản phẩm này giúp hỗ trợ quá trình sinh học khử nitơ và phốt pho trong hệ thống thủy cung. Trong quá trình đóng gói sản phẩm, con có hít mùi chất này dù có đeo khẩu trang bảo hộ. Con có xem clip giảng về giới không uống rượu và các chất gây say của sư Hạnh Tuệ. Tuy nhiên, con xét thấy 4 chi phần thì con đang bối rối. Thứ nhất, methanol có được tính là rượu và các chất gây say hay không? Vì rượu để uống là ethanol, không phải methanol, nhưng methanol vẫn gây say khi ngộ độc. Thứ hai, việc hít mùi rượu này qua đường mũi một cách vô tình có tính là đã đưa các chất gây say này vào cơ thể hay không? Con lại xét thấy tuy vô tình thích mùi này nhưng con lại có cảm giác khá thơm, vì thì con đã vi phạm chi pháp có sự thưởng thức rượu và các chất say. Xin quý sư khai thị giúp con. Nếu công việc này gây phạm giới luật thì con sẽ hoan hỷ từ bỏ công việc này. Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Chờ tí xíu. Đại Đức chờ tí xíu để chỉnh lại cái màn hình. Khi mà chúng ta muốn biết rõ là có, nhưng trong trường hợp bị này hỏi là thứ hai là việc hít mùi rượu này qua một cách vô tình, đúng không? Ở đây nó vô, cái ý chính này nó vô tình nè, đúng không? Có tính là để gây say vào cơ thể hay không, đúng không? Còn lại xét thấy tuy vô tình thích mùi này nhưng có cảm giác khá thơm vì con đã phạm chi pháp thưởng thức rượu và chất say. Vấn đề á nằm ở đây, thưa quý vị, vấn đề là nằm ở đây nè, là đầu tiên á chúng ta phải hiểu là cái vị này nói là cái methanol này nè, không, đó là cái gì thì mình mới xác định tiếp. Mình xác định tiếp là có phạm hay không phạm cái đã, và mức độ phạm nó như thế nào và có phạm giới không nữa. Thì theo sư đi tìm hiểu được biết là tài liệu thì nói là, tôi nghe là sư tìm hiểu rất nhiều tài liệu, thưa vị, không phải là một nguồn tài liệu nha, thì mới kết luận lại là methanol đó là có thể gây say khi ngộ độc do đặc tính của chất này. Khi methanol vào cơ thể, nó được chuyển hóa thành formaldehyde và sau đó thành axit formic, chất gây độc và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đúng không? Giống như là có thể là đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, vân vân đó. Rượu để uống á, ở đây thì tài liệu nói là rượu để uống là ethanol, là một loại rượu khác và độc hơn so với methanol. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu cồn không chế độ cũng gây ra các vấn đề sức khỏe và nghiện rượu. Thì cái hiện trạng bây giờ quý vị biết rồi đó, không những ở Việt Nam chúng ta mà thậm chí một vài nước trên thế giới, mà gần đây sư biết là bên Ấn Độ, thưa vị, cũng ngộ độc rượu đó, là do cái người bán, thưa vị, cái người bán họ trong rượu họ có đưa cái methanol này vô. Thì đến thời điểm này nha, sư nói đến thời điểm này nha, thì methanol đó vốn dĩ bản thân sư nghĩ rằng là có nhiều, thậm chí có nhiều người luôn họ vì nghiện rượu, thậm chí họ biết là cái bà đó, cái ông đó là bán rượu không phải là rượu mà làm theo đúng nghĩa rượu, là mà pha cồn vô đó, pha rum methanol nè, nhưng mà vì cái nghiện của họ đó, họ vẫn uống. Cho nên là nếu mà xét về cái phần đó thì tới thời điểm này, xin nhấn mạnh tới thời điểm này, thì cái methanol này vẫn được coi là một chất gây say, thưa quý vị. Nếu mà cái người sử dụng, đối tượng sử dụng nha, dùng sử dụng rượu đó, họ có nhận thức, họ biết rõ như vậy mà họ vẫn uống đó, họ biết là bây giờ rượu mua rượu thiệt rất là mắc, nó thẳng là gì, mua rượu thiệt rất là mắc, cho nên là họ có rượu uống là quý à. Thì tới thời điểm này chất methanol nó vẫn coi là rượu. Chút xíu á, với sao cuối cùng á, thì sư sẽ phân tích thêm tại sao mà sư lại kết luận á, mặc dù methanol này nè là ban đầu quý vị này nói là sử dụng về bên cái mảng hóa chất nhiều hơn, đúng không, không có được coi, hầu như không được coi là rượu uống, nhưng mà tại sao lại sư Tuệ Tường
ông lại nói là tới thời điểm này cái methanol này vẫn coi là rượu đó. Thì với sao chị sẽ nói bây giờ sẽ phân tích vấn đề hoặc là phạm hay không nè, không thì cái vị này nói là cái việc hít như vậy thì thấy thơm này nọ cái gì đó, thì tổng kết lại cái việc hít này nè, nó có nếu mà lỡ gây say nha, gây say thì có phạm không? Xin thưa quý vị, nó lại ra một vấn đề khác là như vậy. Như quý vị cái đó, thời Đức Phật đó thì cái chất gây say chính đó, chính là rượu, đúng không? Hay thậm chí sau này mình gọi là rượu hay bia đó. Nhưng mà đến thời điểm này, quý vị biết đó, là những cái chất gây say, đúng không? Gây say mà gọi là không kiểm soát được, đó, tương tự bia rượu đó, thì quý vị biết đó, nó qua rất là nhiều đường. Giống như là đường uống, đúng không? Đường hít, giống như quý vị biết những người chơi ma túy đó, hít nè. Đó. Mà thậm chí qua đường uống nó đủ với hình dạng chứ, nó thậm chí là đã ăn nó thổi đó. Ăn nó thổi giống như một bóng cười này đó quý vị. Đó. Rồi nó uống, đúng không? Rồi nó chích, đúng không? Rồi nó hít. Dưới rất nhiều hình thức. Cho nên là bản thân quý vị á, nếu mà mình có ý thức được đó, là những cái hình thức mà gây say giống như qua các đường uống hay đường hít đó, hay đường chích tương tự như vậy đó, thì chưa chỉ khuyên quý vị là nên cẩn thận bởi vì cái ranh giới mà mình cảm nhận qua các cái đó nó khiến cho mình đầu óc mình nó mê say và nó gây nghiện nha, xin nhấn mạnh gây nghiện nha. Chứ nói cái điều này là sao, chưa từng thấy cách đây nhưng rất nhiều năm chưa từng thấy một đứa bé thì bị nó hít kèo con chó, không biết là thấy trường hợp đó chưa, nhưng mà chị thấy rất là lạ. Nó mua keo chó đó, keo chó tức là keo giáo nước hay gì đó, vì keo giáo nước đó mà không biết sao nó lại mê cái mùi đó nha, mà chứ nói đây không phải mê mức độ mê mà gọi là nghiện luôn á đó. Đó thì nó mới xịt cái keo đó vô cái bọc đó, vô cái bọc mình đặt một bọc bọc ni lông đó vậy đó, rồi xong nó hít hơi cái nó thổi, nghe nó thổi lên để nó hít hít thành gì đó đó. Thì giống như cái mặc dù á, bản chất cái keo giáo nước là gọi là keo con chó đó, không? Nó sử dụng trong cái việc xây dựng hay là hóa học, không? Nhưng mà vì cái người mà đầu độc cho nó hay là bản thân nó thì đó, không? Nó khiến cho đứa đó gây nghiện vì cái chất đó, đó quý vị thấy không? Cho nên là ở đây sư sẽ không kết luận là quý vị có phạm hay là không phạm. Nhưng mà sư chỉ nói là quý vị nên cẩn thận, tại vì tới thời điểm này cái methanol đó, theo sư tìm hiểu đó, thì nó giống như nó đại trà, nó pha trong thức uống, trong pha trong rượu này nọ rồi. Cho nên nếu mà chúng ta có lỡ có hít hoặc là uống gì đó thì cái ranh giới mà giữa phạm giới, nếu mà đủ đủ các chi pháp nha, đủ bốn chi pháp đó, thì khả năng phạm rất là cao. Rồi bây giờ đó, sư sẽ nói một cái điều này rất là quan trọng để cho quý vị nè biết nè, vì tại sao mà ông sư Tế Tượng là kết luận cái việc ông lại kể cái chuyện mà cái keo giáo nước hay là cái methanol này nè đến thời điểm này được coi chất gây nghiện, nó như vậy quý vị, cái cốt lõi cái vấn đề nó như vậy nè. Quý vị cần nắm được công thức gốc thì sau này cái diễn biến của cái xã hội loài người này nó sẽ phát sinh đủ thứ các loại mà gọi là cái chất gây nghiện á, nó muôn hình vạn trạng quý vị, nó muôn hình vạn trạng. Giống như hồi xưa quý vị biết là mà hồi xưa là ma túy, có ma túy đúng không, ma túy chỉ là nằm ở gọi là ma túy thôi, giống như là áp phiện, giống như là coca hay là cocaine đó, nhưng mà bây giờ gì có ma túy tổng hợp nữa đó, nó ra đủ thứ như vậy đó. Thì nó như vậy thưa quý vị, vấn đề nó nằm ở mức này nè, nó gây nghiện là nó xuất phát từ từ cái này nè. Thì theo sư tìm hiểu á, là có một câu hỏi đặt ra như vậy, sư có đặt ra câu hỏi này nè, vậy thì cái lịch sử thở ban đầu á, cái mục đích á, mà các chất ngày nay á, mà chúng ta gọi ma túy á nha, giống như được chiết xuất á, được từ cây anh túc nè, hay là cây coca nè, hay là cây cần sa nè, và vân vân một số thứ nữa, thì có phải là mục đích ban đầu á, mục đích ban đầu của con người á, là sử dụng và chiết xuất những cái chất từ cây của anh túc, cây coca hoặc là cây cần sa nè, vân vân, thì có phải là điều là do từ mục đích y học chân chính không? Không. Đó đó là cái vấn đề thứ nhất nha, câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai là còn ngày nay á, mà những cái chất như thế sao đó, giống như là cấm trồng ác phiện rồi cấm sử dụng cần sa hay là cấm sử dụng cái cocaine đó đó, mà ngày nay gọi là ma túy á, thì có phải là do sự biến tướng hay lạm dụng vô độ của con người không? Đó là hai câu hỏi chính. Thì xin thưa quý vị, thì sư tìm hiểu rất là nhiều nguồn, thì đúng là như vậy thưa quý vị, đúng là như vậy.
Thì rõ ràng là cái câu trả lời như vậy nè, nhiều chất mà ngày nay được gọi là ma túy có nguồn gốc từ các loại cây á, như cả sư kể trên đó, có từ ngày 2000 năm trước á. Cái này là tài liệu khoa học đàng hoàng thưa quý vị, không phải là sư ấy nha. Thì mới nói là giống như cây hoa anh túc đi, là chất morphine và codeine được chiết xuất từ cây hoa anh túc đó, là cái thỏi ban đầu được sử dụng trong y học như một chất giảm đau, đúng không? Cái thứ hai là cây coca, là chất cocaine đó, được chiết xuất từ cây coca. Người dân bản địa Nam Mỹ đã sử dụng lá này để dùng cho giảm đau, tăng sức chịu đựng và cảm giác đói. Và cái cây thứ ba là cây cần sa nè, là cái ban đầu người ta cũng sử dụng các thành phần cây cần sa để áp dụng trong y học để điều trị các tình trạng như đau nửa đầu, bệnh Parkinson, bệnh đa xơ cứng và nhiều tình trạng khác đó. Nhưng mà có vấn đề nằm ở đây là tuy nhiên cái sự lạm dụng và sự vô độ của những chất này đã dẫn đến vấn đề sức khỏe và xã hội, và khiến cho chúng trở nên gọi là chất ma túy gây nghiện và đã bị kiểm soát chặt chẽ nhiều quốc gia. Đó chính vì cái lòng tham, cái lòng sử dụng vô độ của con người, cho nên là mặc dù cái chất này ban đầu nó sử dụng đi học, đúng không? Nhưng mà sau này thì nó trở thành ma túy, nó thành vấn nạn, cho nên là cái con người hiện đại chúng ta cho những cái chất là ma túy để ngăn chặn. Đó. Nhưng mà cái cốt lõi vấn đề là cái gì? Do con người mình đó, là thôi nếu rằng là sự biến tướng và lạm dụng vô độ của con người. Cho nên là suy ra cái chất methanol nó cũng vậy. Nếu bây giờ nếu mà tạm kết luận nói là nó không phải chất gây sai, cho nên mình hít vô này nó chứ không, mặc dù cái đặc tính nó, nếu mình hít ra nhiều nha, xin nói thí dụ nha, nó xích hít ra nhiều nó thể gây sai hoặc là gây nghiện, đúng không? Nếu mà sau này thậm chí có những nhà học có nghiên cứu, hoặc chứ nhiều người mà họ nhiều người mà chấp nhận là đây là một cái chất mà nó được liệt vào gây sai, thì suy nghĩ là nó cũng liệt vào ma túy. Cho nên là cái điều quan trọng nhất quý vị phải nắm được cái cốt lõi là những cái chất đó ở thời điểm nào và con người chúng ta sử dụng thế nào mới là quan trọng, đúng không? Và cái tâm mình đối diện với những cái chất đó như thế nào, đúng không? Thì nó quyết định được mình là phạm giới. Cho nên là ở đây trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư muốn nhấn lại cái điểm chính là cái việc hít mùi rượu vô nè, mà cái đầu tiên mà mình đã cảm giác á, mình thấy cảm giác khá thơm nè, mình thích thú đó, là tại nó tâm tham, quý vị, cái tâm tham mình đã sai rồi. Mình đã sai ngay từ đầu rồi, đúng không? Đó, còn cái chi pháp á, thì sư sẽ không kết luận nha, đã nói sư không kết luận là quý vị có phạm hay không phạm, đúng không? Ừ, tại vì nếu bây giờ sư nói phạm, có nhiều người ta sẽ nói là cái methanol này có gì đâu mà đâu có được chất sai gây sai đâu mà tự nhiên giờ kết luận là nói là phạm giới. Đó, cho nên là những cái mà quan điểm của sư tìm hiểu đến thời điểm này sư cung cấp với quý vị, thì quan trọng nhất quý vị sẽ là người trả lời cho mình trung thực nhất cái câu trả lời này, và cũng xin ý kiến đóng góp thêm của Đức Thanh Toại. Kính thưa đại đức Tuệ Tường, thì hồi nãy đại đức đã phân tích về các cái chất gây say, thì sư cũng không cần phải phân tích thêm bởi vì đại đức đã phân tích rất nhiều rồi. Thì không riêng gì cái methanol hay là ethanol, mà bây giờ các chất gây say được phổ biến cho tất cả các chất mà làm cho đầu óc của mình không còn tỉnh táo, thì nó đều được liệt vào ở trong đó hết. Cho nên là chúng ta phải hiểu rộng ra. Còn cái khía cạnh về nghiệp á, thì sư xét thấy một việc như thế này nè, là đầu tiên là mình không có chủ ý, không có chủ động thích. Nó có một cái có một cái gạch đầu dòng ha. Nó tốt đó là mình không có chủ ý tiếp xúc với nó, mà việc mình tiếp xúc á, nó được xem như là bị động. Cái thứ hai á, là khi mà mình tiếp xúc như vậy, mình ngửi thì nó có cái mùi thơm, thì mình có cái ý thích thú. Tuy nhiên do mình không có sự chủ động nè, hơn nữa cái mục đích của mình á, là mình không có cố ý ngửi để hưởng thụ. Thì nó mang tính chất công việc, cho nên là nếu như mà nó tạo nghiệp thì đương nhiên là chắc chắn có tạo nghiệp, do mình hít mà bằng cái tâm tham
sự ham thích, sự thích thú thì sẽ có nghiệp, nhưng mà nghiệp nó không có nặng, nó thuộc vào cái loại nhóm nghiệp nhẹ. Giống như là cái việc làm mà nó có pha lẫn những nghiệp bất thiện, nhưng mà cái nghiệp bất thiện này á, nó không tính là nghiêm trọng. Bởi vì để tính là nghiêm trọng á, là mình thứ nhất là mình xét tới cái hậu quả nè, cái thứ hai mình xét đến cái trạng thái tâm. Thì cái này á, nó nếu mà xét theo cái khía cạnh về tâm á, thì nó cũng gần giống như cái người mà họ, cái nghề của họ là cái nghề hửi nước hoa ấy. Thì khi họ hửi như vậy là cái mục đích của họ khi mà họ ngửi ấy, là để họ đánh giá cái mùi đó. Nhưng mà khi họ ngửi thì họ cũng có cái sự thích thú ở trong đó. Thì nó cũng là tạo nghiệp, nhưng mà nó không đến cái mức như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bởi vì như sư nói, mình không có chủ đích đó. Cái mục đích của mình như quý vị nói là để làm sạch cái bể cá hoặc làm trong hóa học, thì đó là ý kiến của các sư. Và phần còn lại thì tùy theo quý vị suy xét. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.